Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ hợp hóa dầu đầu tiên tại Việt Nam với công suất lên tới 1,6 triệu tấn một năm sẽ được triển khai. Đây là kết quả hợp tác giữa công ty cổ phần xây dựng World Steel và công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phước Thịnh. Tại thành phố Vũng Tàu, công ty cổ phần xây dựng World Steel và công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phước Thịnh đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng hợp tác triển khai gói thầu HNI 8 thu tổ hợp dự án hóa lọc dầu Long Sơn. Đây được coi là tổ hợp hóa dầu đầu tiên tại Việt Nam với công suất 1,6 triệu tấn một năm, có khả năng thay thế các sản phẩm polyolefin nhập khẩu. Là cái sự chuẩn bị rất là kỹ, cả hai bên, cả phòng kỹ thuật, cả ban lãnh đạo. Và tôi tin chắc chắn rằng đây là một dự án trọng điểm, nhưng chúng tôi sẽ thành công tốt đẹp như cái yêu cầu đã đặt ra. Thì trong cái gói thầu HI8 này cũng có rất nhiều cái nhà thầu kết cấu thép tham gia. Ví dụ như là công ty Đại Dũng, là công ty Atac, là lãnh đạo của World Steel cũng tâm huyết cho những dự án trọng điểm này, cũng mong muốn đồng hành cùng với Tân Phước Thịnh để thực hiện những dự án trọng điểm quốc gia, để lại những ấn tượng đẹp cho không phải là đối tác trong nước mà các đối tác nước ngoài. Từ đó mà tôi đã chọn World Steel làm đối tác để cùng với tôi để thực hiện những cái dự án thành phần trong tổ hợp hóa dầu Việt Nam. Gói thầu có diện tích 56.000 m² với tổng giá trị 10 triệu đô la Mỹ, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022. Tổ hợp sẽ thu hút khoảng 1.000 lao động có kỹ thuật và đóng góp ngân sách khoảng 60 triệu đô la Mỹ một năm.